Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, không ngờ 2 năm vừa qua chú bảy TT của chúng ta đã làm cái điều này với 65% dân Mỹ. Hơn phân nửa người dân Mỹ đã bị chú Bảy làm cái điều này. Nội dung thứ hai, lại một lần nữa Mỹ chơi lớn và đưa cho Ukraine một cái đồ chơi mà có thể nói là Ukraine sẽ làm cái điều này chưa từng có trong 12 tháng vừa qua. Và nội dung thứ ba, Ngoại trưởng Nga cũng như chú Buri đã lên tiếng cảnh cáo phương Tây là chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chiếu bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì cái cuộc chiến này nó đã bước chân vào tháng thứ 12. Và trong suốt 12 tháng vừa qua, chú Buri đã đổi ngược lại là bị thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề cả kinh tế lẫn chiến trường. Rồi, chưa hết đâu quý vị. Trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua, sau khi Mỹ và Đức tuyên bố là sẽ cung cấp xe tăng thiết giáp hiện đại cho Ukraine, thì bây giờ lại một lần nữa chính quyền Mỹ chơi lớn. Thì vào ngày hôm qua, theo như các quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết là họ sẽ hỗ trợ thêm một cái gói hỗ trợ trị giá 2,2 tỷ đô la. Thì trong cái gói hỗ trợ này nó có chứa rất là nhiều vũ khí hiện đại cho Ukraine, mà trong đó có một thứ mà chú Buri sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Và một thứ này mà 12 tháng vừa qua Ukraine đang mong đợi. Và khi Ukraine sở hữu cái thứ này thì Ukraine sẽ làm một cái điều mà chưa từng có trong 12 tháng vừa qua. Đó là thứ gì? Mời quý vị nghe kỹ nhé. Thì Mỹ sắp hỗ trợ 2,2 tỷ đô la cho Ukraine, trong đó bao gồm những cái vũ khí tân tiến, tối tân hiện đại, và có một vũ khí giúp Ukraine làm điều chưa từng có, đó là tên lửa tầm xa. À, và khi mà Ukraine sở hữu cái tên lửa tầm xa này thì Ukraine có thể đánh sâu vào hậu cần của chú Buri, tức là phía sau trận tuyến, để cắt đứt những cái con đường viện trợ và đẩy lùi những cái đuôi của chú Buri ra xa. Thì lúc đó Ukraine sẽ lụm gọn những gì ở ngoài chiến trường. Còn bây giờ trong suốt 12 tháng vừa qua thì Ukraine không có vũ khí tầm xa, cho nên chỉ quánh ở tầm gần. Thì quánh ở tầm gần thì chú Buri chú không bị tổn hại phía sau lưng, cho nên chú cứ dồn dập hỗ trợ tiếp viện này nọ kia. Cho nên bây giờ chỉ còn một cách mà để quánh thắng quân Nga là quánh phía sau, quánh hậu cần, đánh sâu vào lãnh thổ của chú Buri. Thì đây cũng là một cái điều mà chú Buri lúc nào cũng lo sợ và không muốn nó xảy ra, nhưng bây giờ nó sẽ xảy ra quý vị nhé. Thì đây là một cái điều mà chú Buri sẽ mất ăn mất ngủ. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Thì sau khi những cái thông tin dồn dập như thế này xảy ra trong 48 tiếng đồng hồ, thì vào ngày hôm qua, buổi chiều ngày hôm qua, ngoại trưởng của chú Buri, ông Sergei Lavrov, ông ta đã lên đài truyền hình của đất nước Nga và ông ta cảnh báo phương Tây như thế này, là phương Tây càng cấp thêm vũ khí tầm xa cho Ukraine thì sẽ đẩy cái cuộc chiến này càng kéo dài và càng đi xa thêm nữa, và có thể bước chân vào cái chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tại vì sao? Khi mà được hỏi phỏng vấn trên đài Sputnik vào ngày hôm qua, ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng là
phương Tây, Mỹ, NATO càng cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, thì chú Buri, chú sẽ chơi không lại. Mà khi chú chơi không lại thì chú sẽ sử dụng cái hạt nhân. Tại vì tất cả những cái gì trong kho vũ khí của chú Buri, chú đã đem ra sử dụng hết rồi trong 12 tháng vừa qua. 12 tháng vừa qua chú chỉ có xài chứ chú không có sản xuất. Cho nên bây giờ cái núi nó cũng lỡ, nó quân hồ gì là cái kho vũ khí của nước Nga. Cho nên bây giờ ông này ông nói là ok, coi bộ cái mồi chiến tranh thế giới lần thứ 3 nó sắp nổ rồi quý vị ơi. Cho nên ông ta lên tiếng cảnh cáo phương Tây, cảnh cáo Mỹ và NATO là nếu họ cứ tiếp tục làm cái điều này thì sẽ đẩy cái cuộc chiến này nó lan rộng ra cả thế giới. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó trở ngược về đất nước Mỹ quý vị nha. Trong suốt 2 năm vừa qua, sau khi chú Bảy lọt vào được tòa Bạch Ốc thì rầm rộ người dân Mỹ nói riêng cũng như cả thế giới nói chung là bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế của đất nước Mỹ. Là tại vì chú Bảy đã đẩy cái tình hình lạm phát tăng cao nhất mà chưa bao giờ có trong lịch sử hơn 40 năm qua, đã làm cho nền kinh tế lận đận lao đao bèo trôi bọt biển, vật giá leo thang, khan hiếm hàng hóa, công ty hãng xưởng ùn ùn chạy ra khỏi nước Mỹ. Khi mà cái sắc lệnh đầu tiên chú Bảy ký đó là đóng lại các đường ống dẫn dầu thì đã làm cho hàng triệu người dân Mỹ thất nghiệp ngay lập tức, chỉ tức tốc trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ chú Bảy mới vừa lọt vào được tòa Bạch Ốc. Và cái sai lầm đó nó đã dẫn đến hàng trăm hàng ngàn cái sai lầm cho đến hiện tại bây giờ. Rồi thì vào ngày hôm qua theo tại Washington DC, theo như một thống kê cho biết là trong suốt 2 năm vừa qua lạm phát tăng cao kéo dài và nó đã tạo gánh nặng lớn lên cho người dân Mỹ. Theo như đài CNBC cho biết như thế này, thì tính đến hiện tại bây giờ 65% người dân Mỹ làm đồng nào xào đồng đó, tức là tiếng Mỹ nó gọi là sống paycheck by paycheck, sống tuần này phải đợi tới tuần sau lãnh lương, tức là vừa lãnh chét ra tuần này là xào một cái ào hết cái chét, rồi sống những ngày tháng vất vả gian nan không có tiền cho đến tuần sau để lãnh lương tiếp tục. Tức là bên Mỹ này nó có nhiều công ty hãng xưởng trả lương hàng tuần, nhiều công ty hãng xưởng trả 2 tuần một lần và nhiều công ty hãng xưởng trả 1 tháng một lần. Thì nôm na là ví dụ người dân Mỹ lãnh ra thì sẽ xào hết và sống những ngày tháng không có tiền cho đến lúc lãnh lương kế tiếp. Thì theo như thống kê cho biết là 65% người dân Mỹ đã bị những cái chính sách về kinh tế của chính quyền chú Bảy và những cái tình hình lạm phát ảnh hưởng nặng nề, vật giá leo thang đã làm cho người dân phải vật lộn với chén cơm manh áo. Đặc biệt là những người mà làm cả 100.000 một năm họ cũng bị lao đao vì lạm phát, chứ không riêng gì những người làm 40-50.000 một năm đâu quý vị nha. Có những người làm cả 100.000 một năm cũng bị lận đận lao đao vì cái tình hình lạm phát, vật giá leo thang, khan hiếm hàng hóa và kinh tế nó đi xuống trong 2 năm vừa qua. Thì những cái tác động của lạm phát đã ăn vô túi tiền của từng người dân Mỹ, và do tiền nợ tăng cao lúc ngân hàng trung ương cố gắng để tăng tiền lãi suất để kìm hãm cái chuyện lạm phát đó, nó đã ảnh hưởng nặng nề đến người dân Mỹ luôn. Tức là bây giờ càng ngày chính quyền của chú Bảy càng tăng tiền lãi suất thì người dân Mỹ người ta sẽ khó có cơ hội để sở hữu nhà, xe hay là nợ càng ngày càng cao tại vì tiền lời cao quá. Thì nó nôm na như thế này, trong suốt 2 năm vừa qua không ngờ chú Bảy đã đẩy đất nước Mỹ, người dân Mỹ đi vào cái tình trạng làm đồng nào xào đồng đó, paycheck by paycheck. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ năm, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Thank you.